Hello, xin chào toàn thể các bác. Xin chào mừng các bác đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Tiếp tục ở những dòng van số X12 Pro, hàng chính hãng, bản cao cấp nhất năm 2022. Dòng van này thì Minh Vũ bán rất là nhiều rồi, với mức giá hiện tại đang là mức giá tốt nhất thị trường. Tất cả những sản phẩm bên Minh Vũ bán đều đưa ra giá công khai để cho toàn thể các bác có thể so sánh với mức giá phù hợp nhất để lựa chọn. Dòng này thì bên Minh Vũ đang được bán mức giá là 3.600.000. Đấy, giá này là chưa bao gồm phí ship và chưa kèm theo dây dắt, nhưng phụ kiện của nó đi kèm thì có dây nguồn, dây kết nối từ van số vào máy tính kết nối phần mềm và sách hướng dẫn, đĩa phần mềm điều khiển, điều khiển của nó đây nó nhé. Còn nếu như anh em mua cái mức giá là 3.800.000 thì sẽ được tặng kèm một cặp dây ca lông có thể kết nối từ cục đẩy xuống van số hoặc kết nối từ cục đẩy xuống âm ly, em xin lỗi, từ van số xuống âm ly, và kèm theo đấy là được bao ship. Đấy, bao ship tất cả vùng miền ở trên lãnh thổ Việt Nam các bạn nhé. Ở đây thì em đang cài cấu hình trước khi gửi đi cho toàn thể các bác. Dòng van này thì ngoài cái mức giá tốt ra thì cái chính sách bảo hành cũng rất là tốt. Như Minh Vũ đang bảo hành thì là một đổi một trong vòng 3 tháng các bác nhé, lỗi một đổi một trong vòng 3 tháng, và kèm theo đấy là bảo hành 1 năm, hàng chính hãng là 12 tháng các bác nhé. Nói chung là trong cái dòng van số cao cấp ngon bổ rẻ thì có lẽ là không có con van nào ngon bổ rẻ được như dòng van X12 Pro. Điều khiển có nhá, còn có điều khiển chúng ta có thể điều chỉnh tăng giảm to nhỏ của nhạc, tăng giảm to nhỏ của mic, rất là tiện sử dụng các bạn. Nếu có đàn em có thường nghe gác mắt điều hiu khung cảnh âm thầm, em ơi người xưa đã xa đi, không gặp em phút phân đi, không cho sầu thương đổ vỡ mi. Ở cái câu hình bước 1 này thì nó chuyên nghiệp hơn, anh em mà chơi sơ chất lọc tốt ấy, thì hát câu hình bước 4 thì hát rất là hay. Còn ở cái câu hình bước 3 đi, bước 3 thì chuyên nghiệp hơn tí nữa, là câu hình này thiên về gì bạn hơn. Khi sơn hà nhiều nỗi thiếu tình, đôi bờ đôi ngã phân tranh, nghĩ chi nhiều đến chuyện chúng mình. Chuyện bước 2 nhé. Bước 2 thì ở câu hình này anh em có thể hát nhìn đổ độc văn, nhìn đổ dòng âm đi ra mua 2-3 hoặc 5-6 ấy, cái tiếng echo của dòng vang này nó rất là ngọt các bạn. Niềm vui là kim giấc tung hoài, là chiến đấu cho mình và mong mỗi tình đêm sinh. Đấy, còn là cũng có hình bước 1 thôi nhá, thì khi chúng ta bật máy đây mặc định là nó sẽ là câu hình bước 1 vừa ấy cầu thì bật rất là dễ hát cho những người mới tập hát. Tôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong sương, rất thân miền dung đàn xa trường. Tập ba này thì nó đang có sử dụng chip analog device của Mỹ cao cấp nhất 21489. Đó, linh kiện thì hôm trước em cũng có quay rất là rõ nét cho các bạn em thử xem. Dòng này có linh kiện ở trong máy dày đặc luôn. Đó, hàng chính hãng từ gốc nha các bạn. Cái cặp loa như mình muốn được nhắc lại cặp loa RTE đó, cặp loa Bass 35 rất là gấu. Thì với cấu hình như này, em đang ghép con đẩy
MDX mã là G600, công suất con này là 600 kênh. Thì một bộ như thế này thì Nam Anh banh mức giá thế nào? Cộng được. Nói chung các bác chơi một bộ này trong không gian tầm 30 m², khá ngon rồi. Cộng tiền cho bao nhiêu tiền nhá? Cả một bộ như này thì mức giá chỉ có 24.600.000 thôi ạ. 24.600.000 là anh em đã sở hữu một bộ karaoke. Toàn bộ là hàng cao cấp, hàng xịn tuyển chọn như là bộ mic Polix này, mã cao cấp nhất PTC 5000, AMD PTC 3000, van số X12 Pro. Đẩy MDX thương hiệu của Mỹ, hàng xịn nó nha. Đây này các bác mua cái gì nhé, để nhìn vào máy này, máy rất là chất luôn. Đó. Loa cũng hơi quá chất. Đây nha. Clip này thì mình Vũ xin phép kết thúc tại đây. Em có nhu cầu muốn tư vấn đặt hàng những mặt hàng bên Minh Vũ thì có thể kết nối qua số điện thoại ở trên điện thoại đây nhé, hoặc kết nối qua Zalo. Rồi chào các bác nha.